Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, nâng cao trình độ lý luận, năng lực chuyên môn để có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau. Trước hết là tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cử tri, ghi nhận đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo dõi đôn đốc, việc trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tích cực tham gia tiếp xúc cử tri và dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn. Theo tôi, đây là một nội dung quan trọng, bởi việc lắng nghe ý kiến cử tri và nắm bắt thực tiễn sẽ là cơ sở giúp cho Hội đồng Nhân dân có những quyết sách, những giải pháp đúng đắn, kịp thời và hợp lòng dân. Thứ hai là tích cực nghiên cứu, tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành các biện pháp, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tôi quan tâm một số vấn đề như tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai gắn liền với bảo vệ môi trường, triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, quan tâm chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm phát triển y tế, giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Thứ ba là thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu, giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, góp phần đưa các biện pháp, giải pháp nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời chấn chỉnh khắc phục kịp thời những hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng. Thứ tư là tích cực tham gia các hoạt động tiếp công dân, xử lý các khiếu nại tố cáo của công dân để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân theo quy định pháp luật.